Cuộc đời anh là cuốn phim dù có tình tiết nhưng không có màu. Còn em là người phục chế xanh đỏ tim hồng khi ta có nhau, vậy thì em ơi, anh sẽ nói cho em nghe. Em ơi, anh sẽ nói cho em nghe. Chuyện về một nàng công chúa bị đầy ra khỏi xứ sở thần tiên, nhan sắc sánh hơn điêu thuyền, hay có thể nói là có phần hiểm, biết bao nhiêu người đảo điên khi nhìn chung phải bóng hình nàng, và có biết bao dây chàng hoàng tử muốn cận kề nàng với bao tính toán. Vậy thì em ơi, hãy để anh dẫn em đi ra khỏi cái xứ sở này. Thế giới của em từ nay dù có âu lo, anh sẽ đỡ lấy đưa tay em đây. Chúng ta cùng nhau bước hết qua những ngày mưa, anh đưa em khỏi mùa phù thủy kia, em đưa anh khỏi căn phòng bay bừa, và thế là em ơi, anh sẽ nói cho em nghe. Lời anh nói thì không chân hoa, nhưng tất cả đều thằng lòng em nghe. Ta bước thật xa qua những người hoa, thế giới không trái bao nhiêu điều là thì đều tuyệt vời, chỉ có mình em thôi nàng công chúa kia xa. Chuyện cổ tích thì cũng rất hay, khiến tuổi thơ ta ngất ngây, đắm say trong thế giới ảo, mơ về một ngày ta ở trong đấy. Nhưng mà thơ ca dù có bay bổng hay là văn vẽ tô thêm sắc màu, so với tình yêu anh dành cho em, nhà thơ Xuân Diệu cũng không thắng chắc đâu. Công chúa có cô tiên xanh ngang, bao cho đang biết bao điều ước. Còn em thì đã có anh, điều ước duy nhất không ai có được. Lo lên để đến được với hoàng tử đã trải qua bao khó khăn, nơi em sẽ là của anh dù ta có trải qua bao khó nhằn. Và em ơi, người ta thường nói anh như là một gã điên, khiến bao nhiêu người ngã nghiêng, giúp bao tâm hồn hòa quyện. Nhưng đời nghệ sĩ được mấy ai yên, không có muộn phiền hay là sóng gió. Và anh như con thuyền xa bị biển xô đẩy vào đời sống khó. Hy vọng anh cũng đã từng cố gắng, anh cũng đã từng, nhưng mà đời mà thất bại gục ngã tuyệt vọng anh cũng đã từng. Rồi em bước tới như một tia sáng len lỏi giữa bầu trời đêm, khiến anh say đắm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết này sáng ngời đêm, và thế là em ơi, anh sẽ nói cho em nghe rằng anh vốn không cao sang, nhưng anh vẫn luôn thật lòng em nhé. Dù nếu ngày mai tình có nhạt phai thì em hãy nhớ một điều là tình vẫn ăn sâu, mình vẫn gần nhau, và lời anh nói không điều to. Anh không hứa là không nuốt lời, anh không hứa yêu em suốt đời, không ngọt ngào trong từng cuộc gọi, cũng không đưa em vào những cuộc chơi về lời hoa mỹ. Chỉ có trong cổ tích khi thuở còn bé ta vẫn thường tin, anh chỉ hành động cho em được thấy ai mới là người thương mình. Lọ lem đã có hoàng tử, còn em thì đã có anh. Em như thiên thần bỏ cánh giáng xuống trần gian để anh ở cạnh. Trong vườn có ngàn đóa hoa, chỉ có một bông vượt lên tất cả. Thế gian có ngàn điều lạ thì em là điều tuyệt vời nhất. Và em ơi, hãy để anh cho em thấy màu hồng được tạo ra như thế nào. Không phải từ lời ông bướm xem em như một nhành hoa để đầu. Dù anh chỉ là kẻ khờ, không phải hoàng tử, không khoác hoàng bào, không phải là kẻ giả tạo, nhưng sẽ cho em tình yêu hoàn hảo. Em ơi, hãy để anh cho em thấy màu hồng được tạo ra như thế nào. Không phải từ lời ông bướm xem em như một nhành hoa để đầu. Dù anh chỉ là kẻ khờ, không phải hoàng tử, không khoác hoàng bào, không phải là kẻ giả tạo, nhưng sẽ cho em tình yêu hoàn hảo.